Công an Việt Nam và Lào cùng các lực lượng chức năng mới đây đã triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bắt giữ 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại khu Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Đáng sáng ngày 2 tháng 8, khi xác định hàng trăm nghi phạm đang làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 ở một tòa nhà hơn 20 tầng ở đặc khu, hàng trăm trinh sát từ nhiều mũi đã đột kích bắt giữ các đối tượng. Tại nơi làm việc này, lực lượng chức năng thu 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, gần 500 điện thoại cùng 2.000 sim điện thoại không chính chủ để phục vụ hành vi lừa đảo. Sau 2 tiếng các trinh sát bắt 154 người, một đối tượng bị bắt tại sân bay Nội Bài khi đang trốn về Việt Nam. Theo trinh sát, hàng ngày các đối tượng được giao chỉ tiêu gọi điện tiếp cận hàng chục con mồi, mỗi tháng được trả lương từ 25 đến 36 triệu đồng, dựa trên số tiền chiếm đoạt được việc xóa sổ được đường dây tội phạm ngay tại sở quyệt của chúng giúp ngăn chặn nhiều hành vi lừa đảo và khủng bố qua mạng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích cho người dân.